Ở đây mình có gốm của hàn tinh bên kia qua rồi, giờ mình sẽ thiết kế luôn cái đường ống này. Thì ở đây mình sẽ là super coolant làm mát cho đường gốm. Thì đường ống sẽ đi như thế nào ta? Xây cái này ra nè, cái này là phải qua bên này. Thì gốm sẽ đi từ bên này, được supercoolant đi dưới này ra mà đi xuống. Qua chỗ này là qua cảm biến nhiệt và đi xuống dưới này. Thì sau này nó sẽ mình sẽ lại cái công tắc dưới này. Công tắc này là dùng để bật tắt cái oxy lỏng. Thì mình sẽ xây ở đây là một tường khác. Ở dưới này là hydro lỏng này. Hydro lỏng thì mình sẽ xây như vậy. Và cái ô chứa của nó thì sẽ to hơn một xí. Có thể là qua tới đây. Tầng 4 là sẽ xây bằng gốm. Chỗ này là đã dung nham được. Chỗ là lạnh rồi, không sao. Thì ở đây mình sẽ xây như vậy. Đó. Trong này thì xây bằng thép. Khoan, từ từ để thiết kế lại cái máy bơm nữa. Dây điện có chưa? Rồi. Mình xây một cái cảm biến nhiệt. Đổ dây tự động vào. Và sau đó mình sẽ bịt chỗ này lại. Dưới đây mình cần một động thang. Thang. Và ở đây mình sẽ đổi xây tường này vào. Cũng cần thang luôn. Rồi như vậy. Sau này mình sẽ xây máy bơm ở đây. Máy bơm sẽ bằng vàng này. Ống thì sẽ bằng, ống là sẽ bằng, chắc chắn là sẽ bằng gốm rồi. Toàn bộ ở đây sẽ xây bằng gốm hết. Chỗ này sẽ phá, đó như vậy. Cũng giống như là oxy lỏng thì mình cũng, chỗ này sẽ hở ra này. Được không được, chỗ này mình sẽ bỏ để mình bỏ cái van. Thì sau khi mà hydro lỏng bơm dư thì sẽ được quay trở lại chỗ này. Chỗ này mình phải chạy lại đường ống này, tại vì nó hơi bị xây kiểu này là không có xây vào đây được. Đây là đường nước thôi phải không? Đường nước thì mình sẽ xây lại bằng đường nước mình xây lại vào trong này. Có thể là xuống như thế này và phá cái này. Ở dưới khu vực này á, thì mình sẽ xây lại một cái ô nữa để có khoảng trống, là nơi đây mình sẽ trồng cây lau. Tại vì mình nhớ ngày xưa mình vừa tới đấy á, mình ở thấy ở đây cây lau nhiều lắm, không biết phải không? Tìm lại cái hạt giống xem sao. Hạt giống cây lau, đây có 9 cây nè. 3, 6, 9 vừa đúng luôn. Ở đây mình có một đống aspirin này, 20 mấy ký. Và ở đây là có 600 ký, thì mình tắt cái này và cho máy này sẽ bắn 3 quả về hành tinh đồ của mình, là sẽ mình có thể chế tạo thêm được viscogel. Để xem bằng rồi 200, thì sau khi ở đây bắn thì có thể nó sẽ bắn về nhà. Ở đây mình đang cố gắng xây cái này. Và ở đây mình trồng một dàn cây lau nữa. Còn ở hành tinh Draco này thì mình vẫn đang xây cái hệ thống. Thì
cần phải xây bằng gỗ quá. Rồi như vậy. Ở đây mình đang xây được ống để nối khí đô lên. Cho thịt ở đây nó bị mắc kẹt vậy ta. Nếu thịt thì nó sẽ phải chạy xuống như này chứ. Đây là đâu ra? Vậy là chắc phải xem một cái bạc cầu vào đây. À, ở đây mình trồng thêm một đống cây lau để cho mấy con pip này. Mấy con pip này nó ăn. Thì mình đang cố gắng xây lại chỗ này. Chỗ này xong rồi thì mình xây phá cái này ra. Phá cái này. Và mình xây cái cửa ở đây. Ở đây mình còn ít nhựa này. Mình chứ phá cái này ra, à không, phá cái này ra và xây cửa vàng luôn. Cả thơm bịp nó ra ngoài. À, bên mở cửa cho con này nó ra ngoài. À, hiện tại á, là mình ở trong này mình đang cho tu bin này chạy để mà lấy nhiệt độ là âm 259 độ. Và sau đó mình sẽ bơm khí hydro vào. Hydro thì có ở đây rồi, nhưng mà mình chưa nổi ống thôi. Ở đây thì nó vẫn đang tiếp tục là bơm khí oxy. Tiếp theo ở trên này mình sẽ xây trên này mình sẽ xây cái gì ta? Cái này tính ra thì chiều cao nó cũng đâu có nhiều. Thì mình sẽ xây một cái robot. Xây bằng vàng, à không, bằng thép. Tại vì qua này hành tinh có niobium này là cần phải có xây bằng thép mà được. Rồi tiếp theo là mình sẽ xây thêm một cái khoang mở tên lửa này bằng thép luôn. Và cái đến cùng là như vậy là không có pin. Thì mình sẽ thiết kế cái tên lửa trong này luôn. À, ở đây mình xây xong rồi, giờ chỉ còn bơm khí hydro vào. Nhưng mà hiện tại thì nó bị đóng băng này. Thì chờ xí nó tan ra rồi mình tính tiếp. Còn ở đây thì mình xây xong cái hệ thống này. Thì cũng giống như hệ thống kia thôi. Ở đây thêm một chục nước nữa. Ở đây mình bỏ khoảng 100 kg lương thực là quả berry slut tóc xù và mình đang cho thằng Amari qua bên này lấy wolfram thủy tinh để mà qua bên hành tinh kia là mình có nhiên liệu bên mình xây. Thì ở đây mình cần thủy tinh và thép. Thủy tinh và quặng kim loại là wolfram. Ở bên hành tinh thứ 6 của mình thì mình chuẩn bị khai thác hai mặt này. Thì giờ mình chuẩn bị xây luôn. Ở đây mình đang di chuyển cuộn bát từ bên cái hành tinh của thằng Amari đem qua. Thì 56 tấn thủy tinh, 5,2 tấn wolfram và thép. Thì chừng này vật liệu là đủ để mình xây toàn bộ cái mô hình của mình. Thì pin bên kia cần pin. Mình biết là sao đây.
có khả năng là mình sẽ xây một cái mô hình nén, mình biết nén có được không, nén chất lỏng bằng cửa tự động. Nhưng mà mình sợ là sau này là nén này hay bị hư cửa lắm, tại vì nó có một cái tính năng là mấy cái cửa này nó hoạt động liên tục giữa nhiệt độ á, thì nó sẽ truyền nhiệt, và cái nhiệt đó là sẽ được tăng cường nếu nó ở trong magma. Hôm bữa mình bị làm bị mấy lần rồi, bây giờ thử lại xem sao, lát nữa mình sẽ thử xây sandbox có thử nó còn bị cái tình trạng ở trong cái môi trường magma không. Nếu được thì mình sẽ xây bằng cái cách đó. Còn ở bên hành tinh này thì mình vẫn đang xây cái hệ thống lại của mình. Cái hệ thống này là hệ thống làm mát. Và rồi, trên đó vậy, trên này là mình sẽ xây trên này sẽ xây ống cách nhiệt, và ở bên này sẽ là chỗ để làm mát kim loại đi ra của mình. Hydro của mình thì cũng đang có tiến triển này, thì nó cũng sắp đây này. Thì mỗi ô mình sẽ cần 4 ô này, là lắp được hai khoang này, thì mỗi ô là 450, mỗi cái này là 900, 900 kg, 9.800 tấn. Mà đấy còn mình chưa tính là mấy cái đã bị đóng băng từ trước, thì mình sẽ cố gắng để cho nó đều. Ở dưới này hết rồi, thì mình sẽ đổi dây ống này vào. Hydro của mình thì cũng nhiều lắm nên cũng lo. Chỗ này xong rồi thì mình sẽ phá. Chỗ này mình sẽ thiết kế luôn cái chỗ này là xong. Sau này mình sẽ bơm nước vào đây, nếu mình còn được bận á. Cái thang này mình vẫn để vậy để mình giờ mình xây lại cái chết rồi. Ở đây mình sẽ xây sao ta, hai cái máy gặp vật liệu này, hai máy này sẽ bỏ ở đây. Máy này sẽ ở đây. Tiếp theo là đầu ra sẽ xây ở trên này. Ở đây mình xây mấy cái thang. Ở đây mình xây dây điện vào, tương tự bên này. Cái này xây ra ở đây. Dây điện thì mình có dây ngoài là thân stand này, như là thành gia đình có điều kiện này. Tiếp theo mình xây hai ba cầu này để, tại vì sau này mình muốn chỗ này làm mát nhưng mà nó không ảnh hưởng tới chỗ này, tại vì chỗ này sẽ là chân không. Và tiếp theo mình sẽ thiết kế luôn cái đường băng tải này. Băng tải này sẽ đủ kim loại quá. Rồi, qua một cái bắc cầu để định cái hướng. Và tiếp theo vẫn sẽ đi ngược lại. Trong này ra thì phải có bắc cầu. Và ở đây mình sẽ xây thêm một cái bắc cầu nữa. Hết kim loại rồi. Mình sẽ xây sáng xây được bạn sáng xây được bằng cái tungsten ta, thì mình sẽ xây như vậy. Tiếp theo là mình sẽ cái đầu ra này, không cái đầu ra này để đi xây như vậy, thì mình cần phải xây hai ba cầu đó.
ở đây có 300 thì 1 2 3, ở đây có 200 thì 1 2. Tiếp theo ở đây mình sẽ dây thép. Và chỗ này mình sẽ xây một cái cảm biến. Cảm biến vận tải, cảm biến nhiệt. Đây. Cái này mình sẽ xây bằng thép. Cái này phải bắt buộc là phải bằng thép. Và chỗ này ra thì phải để chỗ này vào. Chỗ này ra mà không có cái bắt cầu thì nó sẽ thành sai này. Chỗ này là phải có một cái bắt cầu nữa. Cho chắc. Sai vào đây sự mệt lắm. À, rồi băng tải ra. Băng tải ra mình còn... cái này sẽ đi ra ngoài. Và mình sẽ làm mạ cái chỗ này. Đó, như vậy qua hai ô này thôi, qua hai ô này là đủ mạc này và nó sẽ đi ra ngoài. Thì sau này mình sẽ tính ra ngoài lại đi đâu. À, tiếp theo mình sẽ xây nối dây điện vào, như vậy là xong. Ở đây mình xây cái tu bin thì mình xây bằng thân stand này luôn, mình bắn vàng vào đây nhiều quá. Ở bên này mình xây một cái thôi. Đường không được thì phải có van xạ. Van xạ sẽ xây ở đây. Trong này là xây bằng đá. Như vậy còn cái van này sẽ xây một cái bắc cầu xuống, cần phải xây một cái bắc cầu qua được đây này. Như vậy mới đúng. Và đường ống này sẽ đi xuống dưới, chỗ này sẽ xây van xả ở đây luôn. Và bên này sẽ xây một cái bắc cầu khác. Cái này cần 100 gốm. Thì khỏi cần gốm luôn được. Gốm đi. Đó, sau này mình sẽ xây đường ống nước này, sẽ xây bằng tungsten. Cái đường này ra thì sẽ đi ra đây, đi xuống đây. Xuống đây là bằng ống bằng làm mạc rồi. Thì sẽ xây như vậy. À, chỗ này phải xây bằng tungsten luôn, cho nó đẹp. Rồi, như vậy. Sau này mình sẽ bỏ cái thang này, đào chỗ này ra. Ở đây được 255 kg. À, để bên này em xây xong cái mặt và khai thác xong mấy cái mặt này đã. Rồi em sẽ bắt đầu bay cái này. Lưu hành được tìm theo 2,8 ngày chứ, nhanh á. Rồi, khoan. Nhưng mình phải cần có cái đường nữa gấp. Thì mình sẽ xây một cái máy. Mình cần phải có nữa gấp. Tại vì cái mặt này sắp hoạt động rồi. Thì đường này ra. Phải xây ngược lại. Thôi để em xây cái này, đơn giản thôi. À, giờ mình sẽ đổ một ít nước vào trong chỗ này, tại vì cái mặt này cũng sắp hoạt động rồi. Thì đổ khoảng 200 kg là đủ trong chỗ này mỗi ô. Xong sau đó thì mình sẽ nối đường ống này lại và chạy xuống như này và cho nó vào cái đường ống này để mà bắt nước vào cái hệ thống làm mát của mình. Thì từ từ xây sau, trước tiên là cho đủ nước rồi đã.
Cái chỗ này là vậy là mình xây xong rồi đó, giờ chỉ chờ cái núi lửa này nó phun trào và nước này nóng và nó sẽ bốc hơi lên và làm mát chỗ này. Hy vọng nó làm nóng trước khi là mình buộc xe cô này. Thì mình chưa nổ điện vào tại vì mình muốn tô bin này nó bị quá nhiệt và hư. Thì mình xây lại một lớp nước này và để mình xây đá và làm giảm nhiệt, mà sau này mình cần đá xây cái gì thì mình có đá ở chỗ này. Đá này sẽ là đá làm mát rồi. Và chỗ này mình sẽ dọn dẹp. Chỗ này dọn dẹp luôn. Không phải tất cả mà là khoảng sẵn thôi. Tạp nham là có cái này. Và khoảng sẵn thôi là cái này. Trứng này ấp thì mình ấp xong là mình diệt thôi. Chắc là tới đây mình thiết kế một cái phòng để diệt mấy cái con này. Thì tungsten ở đây 20 tấn và ở đây là hydro của mình vẫn đang bơm vào rất là đều. Ở đây là 257 thì mình sẽ bơm luôn để lưu game trước. Mình sẽ lưu game trước và mình sẽ bơm thử thử xem là nó có vỡ ống á. Ống này thì mình sẽ bằng gốm nhưng mà mình vẫn lo. Ở đây 257 hydro này á, nó bốc hơi ở nhiệt độ là 200 đâu đấy. Hero này bốc hơi ở nóng chảy là âm 259 nhưng mà hiện tại là ở đây 250. Hero lỏng này nó sẽ bốc hơi ở 252. Thì mình có 5 5 5 độ chênh lệch. 5 độ chênh lệch thì mình sẽ xem sao. Ở đây là vẫn 256. Đã bơm ở 256 thì mình cũng lo đó. Sau khi dư thì nó sẽ chạy lại và đổ vào đây lại. Mình muốn lãng phí. Thì để xem. 50 giây. Ở đây mình bơm 50 giây, à 90 giây mà có được 777 kg. Thì mình lại là 100. Về tổng cộng là 200. Nhưng mà cứ làm 100 trước đã. Không, mình để cho nó đều một xí nữa đã. Tại vì mình cũng muốn chơi bên này. Thì em chơi thôi cho mấy bạn thì khỏe. Tại vì em làm video ngắn mà. Rồi, như vậy là xong. Chỗ này chân không nhưng mà biết sao nó bị lỗi. Nó hiển thị như vậy làm hết hôn luôn. Cái này sẽ dấu dạng. Trên đây mình có chọn khoảng sáng thố đó mà. Tạp nhám, mình có chọn tạp nhám. Đây. Ở đây mô hình của mình rất là tốt và cả thì mình đang bắn bên hành tinh chính qua. Lưu hình thì đang bắn từ hành tinh thứ hai qua. Ở đây đang thiếu điện rồi thì mình khoan, thì mình sẽ xây luôn. Xong mình sẽ xây mô hình điện bên này để mà khỏi lo chuyện là thiếu điện. Ở đây thép mình có rất là ít, không biết sao đây. Thép bên này mình lấy hết rồi, bên này còn tận mấy, chắc là vừa đủ vừa đủ. Rồi, trước tiên là vậy đã. Chỗ này nhiệt độ đang lên rồi thì chỗ này mình sẽ xây lại. Vậy là xong chỗ này. Vậy là mình bấm CO2 mà sao nó không bấm. Hèn gì đó, nó sao nó không bấm. Rồi như vậy là xong. Thì mình sẽ chờ hydro ra đây và mình sẽ làm video là mình sẽ phần sau thì mình sẽ khai thác cái mặt niobium này. Thì cảm ơn mấy bạn đã luôn quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại mấy bạn phần sau.